Anh Chi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trên trang Facebook Nguyễn Huy Cường có chia sẻ một bài viết rất cảm động. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ông nội mà, chính là để cho chúng ta yêu thương, sao lại gửi đi được nữa? Sau khi bố tôi mất được 3 năm, ông ấy đã đến nhà tôi. So với người cha của tôi, ông ấy tầm thường đến nỗi chẳng có ưu điểm gì đáng để nói đến. Nhưng mà, người mẹ ngoài 50 tuổi của tôi cần có một người bầu bạn. Mà yêu cầu của người già đã ngoài 50 á, đối với một nửa kia thì chỉ cần phẩm cách tốt là được rồi. Về mặt này ông ấy có đủ điều kiện, bởi ông là người nổi tiếng gần xa, là người thật thà chất phác. Cái hôm gặp gỡ lần đầu tiên với mẹ tôi, ông đã rất bối rối. Bởi ông biết rất rõ rằng mọi phương diện của mình đều không có ưu thế. Nhà thì chật hẹp, tiền lương thì ít, ông cũng chỉ là một công nhân phổ thông đã nghỉ hưu. Hơn nữa, nhà của cậu con trai ông vừa mới kết hôn cũng cần đến sự giúp đỡ của ông. Thật lòng, mẹ tôi cũng chỉ vì nể mặt người mai mối nên mới quyết định đến gặp ông ấy. Và cuối cùng, mẹ đã có thiện cảm với ông ấy bởi tài nghệ nấu nướng của ông. Sau khi gặp mặt, ông ấy nói: "Bà Hồng này, tôi biết điều kiện của bà rất tốt, không thiếu gì cả. Tôi thật không có gì đáng để gửi tặng bà. Nhưng dù thế nào, chúng ta hãy thử quen nhau xem sao. Chiều nay bà hãy ở lại nhà tôi dùng bữa cơm đạm bạc nhé." Tấm lòng chân thành của ông khiến mẹ tôi không nỡ từ chối. Bà đã ở lại. Ông không để bà động tay đến, thoáng một chốc là đã làm xong một bát canh với 4 loại rau, đặc biệt là món bí ngô nấu thịt. Mẹ tôi đã ăn ngon đến nỗi mà không nỡ đặt đũa xuống. Trước khi đi, ông đã nói với mẹ tôi rằng: "Sau này nếu như muốn ăn nữa thì hãy đến đây nhé. Nhà tôi tuy không khá giả lắm, nhưng chiêu đãi món bí ngô thì không có tốn công phí sức chút nào hết á." Về sau, mẹ tôi đã lần lượt gặp thêm vài người lão niên khác. Tuy điều kiện của mọi người mẹ gặp đều tốt hơn ông ấy, nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn chọn ông ấy. Lý do thật ra cũng được xem là ích kỷ. Bà ấy đã phục vụ và chăm sóc ba tôi hơn nửa đời người rồi. Lần này á, bà muốn một lần được người ta chăm sóc lại. Cứ như vậy, ông ấy và mẹ tôi đã đến với nhau. Hôm đó, ông ấy, mẹ tôi, thêm tôi nữa, còn có gia đình ba người của con trai của ông ấy, tất cả cùng dùng một bữa cơm với nhau. Tôi đặc biệt sắp xếp bữa cơm này trong một khách sạn 5 sao sang trọng. Bên ngoài thì là bày tỏ sự tôn trọng đối với ông. Thật ra là, thông qua đó, tôi thể hiện đẳng cấp của mình. Khi rời khỏi khách sạn, ông nhẹ nhàng nói với tôi: "Từ nay chúng ta đã là người nhà với nhau, là hai bố con đấy. Sau này nếu con muốn mời bố đi ăn cơm á, thì chỉ việc đi đến những cái quán ăn ở bên đường là được rồi. Ở đó bố sẽ ăn được thoải mái hơn, lòng không có bị đau và cũng không thấy tiếc tiền." Chính tình cảm chân thành của ông đã làm tổn thương cái tâm hư vinh giả dối của tôi, khiến tôi cảm thấy đấu trí với một người thật thà, giống như một người lớn mà lấy kẹo để dụ dỗ một đứa con nít vậy. Thật là vô sĩ, chẳng còn gì để nói. Ông ấy đã chăm lo cho mẹ tôi rất tốt. Bà ấy mỗi lần gặp tôi đều bảo cần phải giảm cân. Đó cũng là một giọng điệu hạnh phúc. Ông ấy nấu ăn thật sự rất ngon. Một lần nọ, khi cùng ăn cơm với mọi người, tôi không nhịn được nói với vợ rằng: "Lần sau khi chú Phúc làm cơm, em hãy ở bên cạnh mà học hỏi một chút." Tôi thấy sắc mặt của vợ vốn không hề có phần muốn học, trái lại còn có mấy phần tức giận. Ông vội vàng đứng ra giải vây cho tôi. Ông nói: "Một đời này của bố đều không có làm được điều gì tốt cả. Chỉ có chút tài nghệ làm được mấy món ăn. Các con đều là những người làm chuyện đại sự. Tuyệt đối đừng có học theo ta. Nếu như muốn ăn thì hãy đến đây. Đến bất cứ lúc nào cũng được. Nấu ăn sợ nhất là cái món ăn mình làm ra không có người ăn." Hôm ấy chúng tôi ra về. Ông ấy đã gói rất nhiều đồ do chính tay ông làm và bảo chúng tôi mang về. Vừa cầm lấy tay tôi vừa nói: Đừng có khen cơm bố nấu ngon nữa nhé. Nói thật lòng đấy, hễ mà có người nói đến ưu điểm này thì bố lại thấy ngại lắm. Một người đàn ông mà chỉ biết nấu ăn, còn những phương diện khác thì lại không có làm được trò trống gì cả, thì đây đâu thể nói là ưu điểm được. Trên đường về nhà, tôi đã kể lại cho vợ nghe những lời này của ông. Cô ấy nói: "Người như ông ta, trời sinh ra là cái số phải phục vụ người ta. Trời sinh chính là bằng lòng cúi đầu đến sát mặt đất. Mẹ chúng ta có phúc khí, già rồi còn làm một hoàng thái hậu." Tôi vừa lái xe vừa dùng mắt liếc nhìn vợ, cảm nhận sự khinh thường của vợ đối với ông ấy, trong lòng lại không biện giải gì cho ông.
Rốt cuộc, ông trước sau vẫn là một người ngoài mà. Hôm tôi dọn sang nhà mới, ông ấy và mẹ đã đến giúp tôi cúng đất đai gia trạch cho chúng tôi. Ông đã làm theo một tập tục một cách cẩn thận nha, kỹ càng, đâu vào đấy. Nhưng đến lúc ăn cơm, ông lại không xuất hiện ở trên ghế dành cho bề trên. Tìm khắp nơi đều không thấy ông ấy, gọi điện thoại cho ông thì cũng ở trong tình trạng khóa máy. Dường như là đã tính toán kỹ thời gian, khi mà khách khứa đi hết cả, ông đã quay trở lại, cẩn thận dọn dẹp đống bát dĩa bừa bộn kia. Rồi đem những cái đồ ăn còn thừa lại đựng ở trong hộp cơm mà ông đã chuẩn bị sẵn để mang về nhà ăn. Mẹ tôi không có mong ông làm như vậy, cảm thấy tủi thân cho ông. Ông nhỏ tiếng nói thầm với bà rằng buổi tối anh sẽ nấu cơm mới cho em, những cái này anh sẽ tự ăn hết. Mẹ nói làm gì mà ngày nào cũng phải ăn cơm thừa rau thừa như vậy chứ, anh có biết rằng là em thấy anh làm như vậy trong lòng rất là khó chịu hay không. Ông ấy mới an ủi mẹ tôi rằng em tuyệt đối đừng có thấy khó chịu, để anh nhìn thấy lãng phí như vậy trong lòng anh mới không dễ chịu. Tiền của Tân, Tân chính là tên tôi, tiền của Tân đều rất vất vả mà đánh đổi lấy, chúng ta không có giúp gì được cho con nó, vậy thì hãy gắng sức tiết kiệm thay nó. Lời của ông khiến mẹ tôi dây dứt, sau đó bà ấy quyết định nói với tôi. Nghe mẹ nói thay cho ông ấy trong điện thoại, cảm giác ở trong lòng tôi lúc ấy rất phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy rất xấu hổ. Dần dần thiện cảm đối với ông ấy mỗi lúc một nhiều hơn. Ông ấy âm thầm làm rất nhiều chuyện cho chúng tôi, như là thay ống nước bị hư ở trong nhà, mỗi ngày đưa cháu đến nhà trẻ, rồi rước cháu về nhà. Khi mẹ tôi nằm viện, ông ấy đã không có ngủ, không nghỉ mà chăm sóc bà mãi đến sau khi xuất viện thì ông mới nói với chúng tôi. Chỉ là không ngờ có một ngày, ông cũng ngã bệnh. Hơn nữa, bệnh còn rất nghiêm trọng. Trên đường ông ấy đưa con của tôi đến nhà trẻ thì đột nhiên ngã xuống. Bệnh tai biến mạch máu não, bán thân bất toại mà nằm ở trên giường. Tôi và con trai của ông ấy ban đầu đều rất tích cực đối với việc trị liệu của ông. Chúng tôi mong ông mau chóng khỏe lại, vẫn có thể chịu mệt nhọc vất vả mà phục vụ cho chúng tôi giống như trước đây. Nhưng mà ông đã không bao giờ đứng dậy được nữa. Trước đây, ông lúc nào cũng mỉm cười, không ngờ giờ đây đã biến thành yếu ớt như vậy và lúc nào cũng chảy nước mắt. Mẹ chăm sóc cho ông khóc. Chúng tôi đẩy xe lăn dẫn ông đi chơi vùng ngoại ô, ông khóc. Nhiều lần nằm viện, nhìn thấy tiền tiêu đi như nước, ông khóc. Một ngày, ông đã dùng con dao cạo râu ra sức cắt cổ tay của mình. Cấp cứu trong suốt 5 giờ đồng hồ, ông mới từ cõi chết trở về, rất mệt mỏi, cũng rất tuyệt vọng. Điều thật sự không ngờ rằng người đầu tiên bỏ ông ấy đi lại chính là con trai của ông ấy. Con trai của ông ấy rất ít khi đến thăm ông, sau này còn không ló mặt đến một lần. Mỗi lần gọi điện thoại, anh ta đều nói rằng là mình đang đi công tác, trở về thì sẽ ghé thăm ông. Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa, mẹ tôi vào lúc này cũng đề xuất với tôi rằng là bà muốn chia tay với ông. Hai người vốn dĩ chưa đăng ký, chỉ là cái chuyện vỗ mạnh một cái thì mỗi người một ngã. Mẹ tôi nói với tôi rằng là mẹ đã già rồi, không lo nổi cho ông ấy. Mẹ không giúp gì được cho con cả, nhưng cũng không thể mang một cái người cha tàn phế về làm liên lụy đến con được. Đây chính là một hiện thực tàn nhẫn. Tôi không muốn để mẹ tôi làm người ác, thế là tôi đành phải nhẫn tâm đóng vai kẻ ác, quyết định tự mình đến để mà nói ra cái chuyện chia tay này. Tôi nói với ông, lúc ông vẫn đang nằm trên giường bệnh rằng, chú Phúc, mẹ con bệnh rồi. Nước mắt của ông lại tuôn trào ra như mưa. Tôi gắng sức nói tiếp những lời tàn nhẫn. Chú biết đấy, mẹ con cũng đã có tuổi rồi. Những ngày này bà ấy đối với chú như thế nào chú cũng đã thấy rồi đó. Chú lại tiếp tục chảy nước mắt gật đầu. Tôi lại nói tiếp, chú Phúc à, chúng con còn phải đi làm, mẹ con sức khỏe lại không tốt. Chú xem như vậy có được không? Sau khi xuất viện, chú hãy về nhà của chú. Con sẽ thuê một bảo mẫu cho chú. Đương nhiên là tiền sẽ do con trả. Con cũng sẽ thường xuyên đến thăm chú. Khi nói đến đây thì chú không khóc nữa. Chú gật đầu liên hồi, nói một cách cảm kích. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nếu được như vậy thì quả thật đúng là tốt quá. Không cần mời bảo mẫu đâu, thật sự không cần. Tôi bước ra khuôn viên của bệnh viện mà chảy nước mắt. Không rõ đó là cảm giác nhẹ nhõm sau khi được giải thoát hay là trong lòng có nỗi dây dứt nói không thành lời. Tôi thuê một bảo mẫu cho ông ấy, trả trước chi phí trong một năm. Sau đó tôi đến nhà ông ấy, thuê công nhân tu sửa lại nhà của ông một chút. Tôi đã cố gắng trọn nhân trọn nghĩa, không phải vì ông, chỉ vì an ủi nỗi bất an ở trong lòng.
Cái ngày mà ông ấy xuất viện trở về nhà, tôi không đến đón mà bảo tài xế trong đơn vị đến đón ông. Tài xế sau khi trở về đã nói với tôi rằng chú Phúc nhờ tôi nói một tiếng cảm ơn với anh, còn bảo rằng ngay cả con trai ruột của chú cũng không có làm được như vậy nữa. Những lời này đã an ủi tôi ít nhiều, khiến tôi nhẹ nhõm phần nào, nhưng loại an ủi này vốn không có duy trì được bao lâu. Ngày Tết không có ông ấy ở nhà, chúng tôi cảm thấy có chút buồn tẻ. Không còn một người bằng lòng vùi đầu vào trong nhà bếp làm đủ các loại món ăn cho chúng tôi. Chúng tôi ngồi ăn cơm tất niên ở trong khách sạn 5 sao, nhưng lại không cảm nhận được cái hương vị nồng ấm của ngày Tết nữa. Con trai trên đường về nhà nói con muốn ăn món cá chép do ông nội làm. Vợ tôi nháy mắt ra hiệu cho con trai đừng nói nữa, nhưng con lại càng dữ dội hơn. Tại sao mọi người không để ông nội về nhà đón Tết? Mọi người thật đúng là xấu xa mà. Vợ tôi tức giận, tán cho thằng con trai một bạt tai thật mạnh. Nhưng cái bạt tai đó như là đang đánh vào mặt tôi vậy, khắp mặt sưng lên đau đớn. Một câu nói của con trai khiến cho điều chúng tôi tự thấy an ủi đều đã sụp đổ tan tành. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt của mẹ cũng đang đỏ hoe. Đó là ngày 30 Tết buồn biết mấy. Tôi thấy rất nhớ năm ngoái, năm mà ông ấy vẫn còn ở nhà chúng tôi, một gia đình ấm cúng hạnh phúc được xây dựng trong sự lặng lẽ của một người. Không biết giờ này chú Phúc đang đón Tết với ai? Liệu có nhớ đến chúng tôi chăng? Liệu có vì sự vô tâm của chúng tôi mà cảm thấy tủi thân không? Sau khi đón giao thừa xong, tôi lái xe đi đến chỗ của chú Phúc. Ông ấy bước những bước chân tập tễnh ra mở cửa cho tôi. Nhìn thấy tôi, miệng thì nở nụ cười nhưng mắt lại đẫm lệ. Đi vào ngôi nhà lạnh lẽo của ông, nước mắt của tôi cũng không thể ngăn lại. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho con trai của ông ấy sau khi mắng cho anh ta một trận, rồi bắt đầu đồ xôi và kho nồi thịt kho cho ông. Bảo mẫu đã về nhà đón Tết, trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn điểm tâm đủ cho ông ấy dùng đến ngày 15. Trong lòng tôi cũng thầm trách mẹ. Những nắm xôi nóng hổi cuối cùng đã giúp nhà ông ấy có được một chút không khí ấm cúng của ngày Tết. Chúng tôi cứ ăn một miếng, nước mắt lại rơi lã chã. Buổi sáng tinh mơ của ngày mùng 1, tôi lảo đảo rời khỏi căn nhà của ông. Tôi uống rượu. Tôi đậu xe ngay dưới lầu của nhà ông, một mình đi trên con đường lạnh tanh, trong lòng đầy thê lương. Điện thoại reo lên, là vợ gọi đến. Anh ở đâu vậy hả? Tôi phát hỏa. Tôi đang ở trong nhà của một ông lão cô độc, nghe rõ chưa hả? Chúng ta là loại người gì vậy? Ông ấy có thể đi lại được, chúng ta lợi dụng người ta. Bây giờ ông ấy không cử động được nữa, thì chúng ta lại gửi trả về. Lương tâm của chúng ta phải chăng đã bị chó tha đi mất rồi? Vậy mà còn đòi học theo người ta nói nhân nghĩa đạo đức. Tôi khinh. Ở trên đường cái, tôi mắng chửi bản thân mình thật là tệ hại. Mắng đủ rồi, mắng mệt rồi. Tôi không chút do dự mà chạy trở lại, cõng ông ấy trên lưng rồi đi ra bên ngoài. Ông ấy giãy giụa hỏi tôi chứ. Con làm sao vậy hả? Tôi lấy giọng điệu chắc nịch mà nói với ông rằng là về nhà. Ông ấy đã trở về. Người cảm thấy vui nhất là con trai của tôi. Nó vừa ôm vừa hôn ông, luôn miệng đòi ăn món cá chép, đòi ăn món mì bò, muốn làm thẻ siêu nhân. Vợ tôi lôi tôi vào trong phòng hỏi chứ, anh điên rồi hay sao vậy hả? Ngay cả đến con trai của ông ta còn không lo cho ông ta thì anh dẫn ông ta về nhà làm gì? Tôi không còn nổi nóng nữa. Ôn hòa nhã nhặn tôi nói với cô ấy, con trai ông ấy làm cái chuyện không đúng thì đó là cái chuyện của anh ta. Không nên lấy đó làm cái cớ để mà chúng ta bỏ rơi ông ấy. Anh không có yêu cầu em phải xem ông ấy như là bố chồng của mình. Nhưng mà nếu như em yêu anh, nếu như em biết nghĩ cho anh, thì hãy xem ông ấy như người nhà. Bởi trong lòng của anh, ông ấy chính là người nhà của anh, chính là người thân. Bỏ rơi ông ấy thì rất dễ dàng, nhưng không giấu được nỗi dây dứt ở trong tâm. Anh muốn tâm mình được thanh thản một chút, chỉ có đơn giản vậy thôi. Cùng một lời này, khi nói với mẹ, bà nước mắt như mưa, nắm chặt lấy tay tôi mà nói rằng, con trai à, mẹ thật không ngờ con lại có tình, có nghĩa như vậy. Tôi nói, mẹ, mẹ yên tâm đi. Nói hơi khó nghe một chút đó, cho dù sau này có một ngày mẹ mà đi trước chú ấy thì con cũng sẽ phụng dưỡng chú ấy đến cuối đời. Với thu nhập của con hiện giờ nuôi chú ấy nào có phải là cái chuyện khó gì? Thêm một người thân thì có gì mà không tốt chứ. Một lúc sau con trai tôi đi vào và xin tôi. Bố ơi, đừng có gửi ông nội về đâu nữa nha bố. Sau này con sẽ chăm sóc ông ấy, sau này bố già rồi con cũng sẽ chăm sóc bố mà. Tôi ôm con trai tôi vào lòng, trống ngực đập thình thịch. Thật may là vẫn chưa quá muộn, còn may là chưa để lại một ấn tượng bất hiếu ở trong lòng của con. Ông nội mà,
chính là để cho chúng ta yêu thương, sao lại gửi đi được nữa? Tôi mở miệng nói đùa với con trai để củng cố niềm tin vững chắc cho nó. Quả là một bài viết xúc động phải không quý vị? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.